Bán bánh da lợn thì đeo nhẫn gì cho đẹp. Bữa nay hai tay qua lễ tôi có một kèo rất là thơm, tôi kể mọi người nghe. Có một cái anh đẹp trai kia yêu cầu mình làm chiếc nhẫn theo ngành nghề của ảnh. Tôi hỏi ảnh làm bên gì, ảnh nói nhà anh ba đời làm bánh da lợn. Không biết là ở miền ngoài hay là miền giữa người ta kêu bằng gì, chứ miền dưới tụi tôi kêu là bánh da lợn. Miền dưới là miền Tây mấy má. Cái bánh mà nó nhiều lớp nhưng ở trong có đậu xanh, rồi ở ngoài có một lớp da, rồi ba bốn lớp luôn á. Ở dưới tôi kêu bằng bánh da lợn. Ảnh mới nói tôi, em làm sao mà nó giống y chang bánh da lợn vậy, nó nhiều lớp nó đang xen lại với nhau tạo thành một chiếc nhẫn nhiều lớp y như cái bánh da lợn của anh làm vậy đó, em làm được không? Đối với tôi thì vẫn là câu nói bất hủ ấy, anh có tiền đưa em thì cái quần què gì em làm cũng được, con nít em còn làm được mà ba cái quỷ này nhầm gì. Cái tôi mới nói thêm, sao mà anh không đem đi si hai ba màu được mà đeo cho nó rẻ. Ảnh mới nói tôi là anh giàu em, đẳng cấp của anh là cần những thứ độc lạ mà người khác làm không được. Nếu mà làm chiếc nhẫn si hai ba màu lên đeo thì anh đâu có kiếm tới chú mày. Thợ ở ngoài thiếu cha gì, mấy đứa khùng khùng như mày mới hiếm. Hey, kệ, khùng khùng mà được khen cũng được. Anh kể với tôi nhà ảnh ba đời làm bánh ngọt, nhưng mà hồi đó là cái ngày đầu tiên là làm bánh bông lan của đời ông cố nội ảnh để lại. Tại vì ông cố nội của ảnh có một cái bí quyết gia truyền mà làm bánh da lợn ăn ngon dữ lắm. Bởi vậy cái nghề nó truyền tới ảnh là đời thứ ba, cho nên ảnh mới trân quý và gìn giữ cái nghề này. Ảnh nói làm cũng nhỏ, em làm gói gọn gia đình, vài chục cái cửa hàng làm hệ thống trên cả nước. Nghe câu này xong tự nhiên tôi tự tin lấy giá cao thấy ghê. Tại vì tiền nào của nấy à mấy bạn ơi. Có mấy người đòi làm đòi hỏi tùm lum tùm la mà than thấy gầu lắm, lấy tiền người ta thấy nhót ruột. Riêng mấy người đó thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cái nghề mình nó tỉ mỉ cực khổ cho nên phải lấy đáng đồng tiền bát gạo mới được. Kiếm tiền đâu phải lo cho một thân một mình đâu. Còn mấy vợ bé, vợ nhỏ, con gơi, con gớt, bà xã, bà huyện, bà tỉnh tùm lum hết trơn. Kể ra không phải than chứ khổ lắm mọi người ơi. Nhưng mà đối với mình, mấy bạn chỉ cần có tiền và có ý tưởng thì cái quần què gì mình làm cũng được hết. Như ở trên video mọi người thấy không? Mình cắn mỏng từng miếng vàng đỏ và vàng trắng rồi hàn lại với nhau. Và sau đó mình dũa ra theo hình rợn sóng cho nó lòi ra vàng trắng và vàng đỏ như cái bánh da lợn luôn. Cái công nghệ này cũng được truyền từ đời ông cố nội lại nè, chú giỡn ha.